Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhưng tưởng đi cùng với người tu hành thì sẽ là người hiền lành. Nào ngờ đối tượng này lại làm ra chuyện tán tận lương tâm. Để đồ sau tất cả, lò thuốc cỏ quyên sinh cũng chẳng thể nào giúp được người phụ nữ này thoát khỏi vòng lao lý. Vậy chi tiết về câu chuyện đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Một vụ án mạng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt. Nhưng bằng linh cảm sắc bén và tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp, các trinh sát hình sự công an quận Tân Phú và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước tìm ra tung tích nghi phạm gây án, đưa đối tượng ra chịu tội trước ánh sáng công lý. Nhớ lại hôm ấy là một sáng đầu tháng 8, trực ban hình sự công an quận Tân Phú nhận được trình báo nghiêm trọng từ người dân. Một ni cô bị sát hại dã man ngay tại nhà riêng tại con hẻm 339 ở kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Ngay lập tức, ban chỉ huy công an quận đã cắt cử trinh sát đặc nhiệm, trinh sát địa bàn và các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, truy xét. Mọi thông tin có được dù là nhỏ nhất nhanh chóng được lực lượng phá án thu thập tại hiện trường. Nạn nhân bước đầu được xác định là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 50 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên. Theo lời kể của một số cư dân tại con hẻm 339 kênh Tân Hóa, bà Nhàn hiện đang là một nữ tu tại gia. Tính tình của nạn nhân khá hiền lành, cuộc sống đời thường không hề xảy ra bất kỳ tranh chấp nào với bà con lối xóm. Mở rộng điều tra, công an xác nhận nhân chứng đầu tiên chứng kiến vụ việc là một thầy chùa, hiện đang tu hành tại một ngôi chùa nằm trên địa bàn quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời thuật lại của vị sư thầy, trong buổi sáng ngày 2 tháng 8, ông có việc gấp cần liên hệ với bà Nhàn, nhưng từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ cùng ngày, dù gọi nhiều lần nhưng thầy tu không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ người phụ nữ này. Đến khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, ông quyết định gọi điện lần cuối cùng thì nghe được một giọng nữ lạ ở phía đầu dây bên kia. Lúc này tôi có đề nghị được gặp bà Nhàn thì giọng nữ ấy bất ngờ gằn giọng rồi cúp máy nhanh chóng, thầy tu nhớ lại. Linh cảm đã có chuyện chẳng lành, thầy tu nhanh chóng tìm đến nhà riêng của bà Nhàn tại đường kênh Tân Hóa để kiểm tra. Tại đây, ông đã tá hỏa khi chứng kiến thi thể người phụ nữ xấu số đang nằm trong vũng máu. Đồ đạc xung quanh căn nhà bị xáo trộn nghiêm trọng. Quá hoảng sợ, thầy tu liền trình báo đến cơ quan công an sở tại. Công tác lấy lời khai của các nhân chứng tiếp tục được triển khai. Việc thu thập chứng cứ và rà soát hình ảnh camera tại hiện trường cũng được tiến hành gấp rút. Nhưng đến lúc này, mọi dấu vết có liên quan đến vụ án mạng vẫn chỉ là những mảnh ghép mơ hồ. Chi tiết quan trọng nhất mà các trinh sát có được lúc này chỉ là một giọng nữ bí ẩn phát ra lần cuối từ chiếc điện thoại của nạn nhân theo lời khai của nhân chứng. Nhiều ngày đã trôi qua kể từ ngày vụ án chấn động xảy ra. Tại con hẻm nhỏ ở phường Hòa Thạnh, những người dân lương thiện vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đường đột của Nico hiền hậu. Trên khuôn mặt của những cư dân hẻm 339 vẫn còn hiện nguyên những nỗi lo thường trực. Và nếu vụ án vẫn tiếp tục nằm sâu trong màn đêm bí ẩn, thì cũng đồng nghĩa nỗi ám ảnh về vụ án kinh hoàng sẽ tiếp tục bao trùm tại đây. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, trưởng công an quận Tân Phú đã chỉ đạo cho đội cảnh sát hình sự bằng mọi giá phải lần ra tung tích của kẻ thủ ác. Và mọi đầu mối trong vụ án này được đại tá Tuấn giao lại cho trung tá Cao Thị Thắm, phó trưởng công an quận Tân Phú đảm trách. Kể từ ngày vụ án mạng xảy ra, tập thể đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú đã liên tục thực hiện hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ để truy nguyên chứng cứ. Nhiều tổ trinh sát phải nhiều ngày quên ăn quên ngủ để lần mò theo các đầu mối, sàng lọc kỹ càng mọi thông tin. Xoáy sau lời kể của vị thầy tu, trinh sát xác định thêm giọng nữ mà ông nghe có độ tuổi khoảng ngoài 40 là dân miền Tây. Những chi tiết này được xem là chiếc chìa khóa cực kỳ quan trọng để lực lượng phá án tập trung truy xét. Chỉ cần giải mã được giọng nữ này, công tác phá án có thể sẽ hoàn thành được một nửa, một cán bộ nhớ lại. Tuy vậy, việc làm rõ một giọng nói bí ẩn được xem là một bài toán hóc búa, khó lòng tìm ra lời giải đáp. Hàng loạt các đối tượng nằm trong diện nghi vấn nhanh chóng được triệu tập để kiểm tra. Nhưng kết quả thu thập được vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Chính vì thế, những áp lực vô hình lại thêm đè nặng lên đôi vai của các trinh sát hình sự. 10 ngày tiếp theo trôi qua, mọi hướng đi xung quanh việc giải mã giọng nữ bí ẩn vẫn tiếp tục được thực hiện. Khi mọi manh mối rơi vào đường cùng, tưởng chừng những khó khăn có thể khuất phục ý chí của những người lính nhiệt thành, thì lúc này một chi tiết quan trọng nữa bất ngờ xuất hiện. Qua một số nguồn thông tin thu thập được, cơ quan điều tra nắm bắt được thông tin thời gian gần đây, người phụ nữ xấu số có kết thân cùng với một người đàn bà tuổi ngoài trung niên. Khoảng gần một tháng đổ lại, cả hai thường xuyên cùng nhau để bàn chuyện tu hành. Thế nhưng từ ngày xảy ra vụ án mạng,
Người đàn bà này bất ngờ biến mất một cách bí ẩn. Chân tướng vụ việc bắt đầu hé lộ từ đây. Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm có tên thật là Nguyễn Hồng Loan, 48 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú. Theo thông tin trinh sát thu thập được, bà này hiện đang có nhiều mối nợ nần từ các đường dây tín dụng đen. Thời gian bà Loan rời khỏi nơi cư trú cũng là lúc vụ án mạng xảy ra. Tuy vậy, bộ thông tin về nơi ẩn náu ở thời điểm hiện tại của người phụ nữ này vẫn chưa có lời giải đáp. Thời gian tiếp tục trôi đi cũng đồng nghĩa với việc hung thủ gây án tiếp tục có cơ hội nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bằng kiểu tâm của nghề phá án, các chiến sĩ tại đội cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú không cho phép bản thân được buông lơi. Và mọi công tác điều tra phá án vẫn tiếp tục được duy trì với cường độ cao. Hơn 15 ngày, mọi thông tin về người phụ nữ tên Loan vẫn được các trinh sát tích cực truy xét. Theo nguồn tin từ phía người nhà bà Loan, có khả năng bà này đang lẫn trốn tại một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố Vĩnh Long. Ngay lập tức, công tác nắm bắt nhanh chóng được lực lượng phá án triển khai. Đến tối ngày 22 tháng 8, các trinh sát xác định nghi phạm đang hiện diện bên trong một ngôi nhà ở khu phố 5, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Ngay sau đó, cuộc mật phục được bố trí. Hàng loạt trinh sát âm thầm bao vây căn nhà này. Khi thời cơ phá án được ấn định, tổ công tác nhanh chóng ập vào khống chế đối tượng. Tại hiện trường, do nghi phạm đã xác định tâm lý từ trước nên y chuẩn bị sẵn một chai thuốc độc để tự vẫn nếu bị công an bắt giữ. Khi vừa phát hiện có bóng người từ ngoài cổng, bà Loan bất ngờ cầm chai hóa chất trút vào miệng. Trước tình thế này, nhanh như cắt, một trinh sát thuộc đội cảnh sát hình sự công an Tân Phú đã lập tức lao vào khống chế, tước lọ thuốc độc trên tay nghi phạm khiến y không kịp uống hết. Đối tượng ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Long. Còn trinh sát hình sự đã lao vào khống chế ngăn cản đối tượng cũng đã bị thuốc bắn vào mắt và miệng, được đưa vào bệnh viện cùng thời điểm đó. Rạng sáng ngày 24 tháng 8, nghi phạm Nguyễn Hồng Loan đã được chuyển xe cấp cứu về lại bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Theo một số bác sĩ đang chăm sóc nghi phạm cho biết, sức khỏe của đối tượng đã ổn định nhưng vẫn được các y bác sĩ điều trị đặc biệt, tránh tình trạng tai biến gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó cũng có thông tin cho rằng, ngoài bà Loan tham gia vào vụ giết nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nhàn, còn có sự giúp sức của một đối tượng khác. Hiện thông tin của đối tượng này đang được lực lượng điều tra tiếp tục thu thập. Nhưng trên hết, kết quả đạt được đến thời điểm hiện tại của vụ án mạng nghiêm trọng này đã cho thấy tinh thần nỗ lực, kiên trì phá án của lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú là rất đáng được khen ngợi. Sau 20 ngày chìm trong bóng tối, cái chết uẩn khúc của vị Nico đã được giải mã, đưa nghi phạm ra ánh sáng khi mọi manh mối đều đi vào ngõ cụt, đã thêm lần nữa củng cố niềm tin của quần chúng đối với công tác giữ vững an ninh trật tự trên một địa bàn vốn rộng lớn và nhiều dân nhập cư. Tên các nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!